Từ nay đừng làm phiền anh ý nữa. Rồi các người sẽ phải hối hận. Đi như một con heo dẫm phải nồi cám lợn vậy đấy. Và ăn ngấu nghiến thôi, cô hiểu chưa? Cô quá đáng quá rồi đấy. Loại người cặn bã như cô ấy không xứng đáng đứng ở đây. Đi thôi em. Ô, anh. Anh đi đâu đấy? Em làm gì ở đây đấy? Em á. Cô ta là ai? Em là người yêu của anh ạ. Chào chị. Không phải đâu, cô ấy đùa ấy mà. Sao ấy đùa? Cô ấy là em nhà dì anh ấy mà. Hoàng xa lắm. Anh nhầm. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Em là... Này, cô làm trò gì ở đây đấy? Em đến đưa tiền cho anh, trưa nay anh mời đối tác đi ăn. Tôi bảo cô chuyển khoản cơ mà. Tài khoản em bị lỗi, nên em đến đây đưa cho anh, sợ anh đi lại nắng nôi. Rồi, thế mà cô về đi nhá, tôi bận lắm. Đứng lại! Anh... Đây đâu phải là đối tác của anh. Anh phản bội tôi để đi cặp với con già này á. Con béo kia, mày bảo ai già hả? Thôi rồi em ơi, đừng chấp nó làm gì. Anh nói thật đi, cô ta là ai? Là người yêu cũ của anh. À hả, tưởng thế nào? Đây là người yêu cũ của anh ấy à? Trông béo ú ù thế này mà cũng bày đặt thích giai trẻ à? Anh nhận. Tại sao anh lại đối xử với em như thế? Em yêu anh hết mực mà. Em lo ăn lo học cho anh, thế mà anh đối xử với em như thế à? Cô im đi. Ăn học thừa để làm cái gì? Tôi nói cho cô biết nhá. Yêu một người béo như cô ấy là phúc đức cho cô lắm rồi. Này, cô em, em đi nhìn lại bản thân mình đi. Vừa béo vừa xấu thế kia ấy, thì đừng đòi hỏi nhiều. Anh Nhậm là bạn trai của chị. Chị cấm em, từ nay đừng làm phiền anh ý nữa. Nghe chưa? Các người, rồi các người sẽ phải hối hận. Chỉ vì yêu anh mà bao nhiêu năm qua tôi từ bỏ ước mơ của mình. Chỉ đi kiếm tiền để lo cho anh. Giờ tôi sẽ đi thực hiện ước mơ của mình. Tôi sẽ tham gia cuộc thi này. Cô về đi. Đây là câu chuyện buồn cười nhất mà tôi từng nghe đấy. Tôi là tổng biên tập của tờ báo này. Cho dù cô có xinh đẹp xuất chúng như thế nào chăng nữa ấy, cũng không mong có cửa. Tưởng tượng nhiều không giúp cô gầy được đâu. Đi em. Cô về đi. Chào em. Hình như em vào nhầm phòng rồi. Nhầm ạ? Đây là phòng tuyển sinh Hoa Khôi. Vâng ạ, em đến xin tuyển sinh ạ. Cũng gan lì phết nhỉ. Tôi không đồng ý. Này, sao không đồng ý? Cô ấy còn chưa thể hiện gì mà. Cần gì thể hiện? Tiêu chuẩn đã là không đủ rồi. Chính vì không đủ tiêu chuẩn mà cô ấy dám tự tin bước vào đây, thế nên tôi mới cảm thấy thú vị đấy. Hay là chúng ta cho cô ấy một cơ hội đi. Nào, bây giờ chúng tôi có hai thử thách dành cho em. Một đó là phần thi kết quả, hai đó là phần thi ứng xử. Nào, em bắt đầu đi. Em sẽ thể hiện phần thi kết quả ạ. Đi như một con heo dẫm phải nồi cám lợn vậy đấy. Cô có biết tôi đang cầm cái gì trên tay hay không? Một cái điện thoại. Không,
là một chiếc gương. Cô hãy tự soi vào bản thân mình đi. Tôi đã nói rồi, chỉ có một nơi duy nhất phù hợp cho cô đi thi thôi. Cô ấy chỉ thích hợp thi ở một nơi xứ sở con heo, một khu vườn toàn lợn là lợn. Cô chỉ biết hụt mặt vào đấy và ăn ngấu nghiến thôi, cô hiểu chưa? Cô quá đáng quá rồi đấy. Ơ kìa, chẳng phải các anh bảo là có phần thi ứng xử hay sao? Đây là đề bài của em, cô hiểu chưa? Loại người cặn bã như cô ấy không xứng đáng đứng ở đây. Tôi vẫn đang không hiểu, tôi đã làm gì cô mà cô lại đối xử với tôi như vậy? Chẳng cần phải làm gì cả, đơn giản vì tôi ghét thôi. Tôi ghét những người vừa xấu vừa béo lại còn bướng bỉnh. Cô nhìn xem, cô ngồi ở đây có thấy chật không? Chỗ nào cũng thừa, núp nha núp núp. Cô về đi, ở đây không có chỗ cho cô. Vâng ạ. Cô không sao chứ? Không sao ạ. Tôi thấy cô là người rất tự tin và bản lĩnh đấy chứ. Thôi, anh đừng lăng mạ em nữa. Em biết em là kẻ thất bại, em biết rồi. Thôi nào, đừng khóc nữa. Cô không định ngồi đây và khóc cả ngày đấy chứ. Đi thôi. Đi đâu ạ? Đi theo tôi. Này, anh đã chuẩn bị thi tinh thần chưa? Em tin là hôm nay sẽ có quyết định. Em sẽ lên trước, còn anh sẽ ngồi vào vị trí của em. Vậy thì tốt rồi. Anh cho gọi em ạ. Đúng rồi. Đây là quyết định bổ nhiệm công việc mới của cô. Sao lại là đuổi việc ạ? Anh có nhầm không? Không nhầm đâu. Đây là quyết định của hội đồng. Tại sao tôi lại bị sa thải? Tôi đã nói rồi. Đây là quyết định của hội đồng. Và cô, bây giờ cô không còn phù hợp với vị trí này nữa. Tôi không hợp thì ai hợp nữa? Cô ấy sẽ đến ngay bây giờ đấy. Em chào anh ạ. Giới thiệu với cô, đây là Châu. Cô ấy sẽ nhận vị trí tổng biên tập rồi. Sao? Không nhận ra tôi à? Vậy để tôi nhắc cho hai người nhớ nhá. Tôi đã tập luyện và sống trong sự chế giễu của hai người. Nhưng mà thôi, cũng cảm ơn hai người. Nhờ có hai người mà tôi đã có quyết tâm như ngày hôm nay. Châu đấy à, bao năm không gặp chồng em khác thật đấy. Xinh đẹp và thon gọn hơn nhiều. À, mà chuyện ngày trước á, chỉ hiểu lầm thôi em ạ. Anh nói cái gì đấy? Còn nói gì,
Rõ ràng là thế mà. Em này, chuyện này trước á, chắc chắn hiểu lầm thôi. Cho anh cơ hội làm việc với em nhé. Khốn nạn, tôi chưa gặp ai khốn nạn như anh đấy. Châu, tôi biết lỗi rồi. Tôi không thể mất công việc này được. Vậy cô có thể đổ cốc nước này lên đầu được không? Đây là sự khác biệt giữa tôi và cô đấy. Cô có thể làm trợ lý của tôi? Không, không đời nào, tôi không làm. Vậy thì tôi với cô chả còn gì để nói với nhau nữa. Cũng giống như tôi hồi trước, cô tự cứu mình đi. Mình đi thôi.